Xin chào tất cả mọi người đến với công ty thiết bị 595. Đằng sau lưng tôi đây là kho bãi công ty thiết bị 595 tại Thanh Trì, Hà Nội. Đây là một trong năm kho bãi của công ty thiết bị 595. Công ty thiết bị 595 có hệ thống kho bãi tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đây mọi người hãy tham quan cái kho tại Thanh Trì, Hà Nội của chúng tôi. Ở phía giữa của kho bãi của chúng tôi đây là tập kết cái xe lưng, dòng xe lưng dầu và xe lưng điện của hãng Lưu Vong tại Việt Nam. Phía bên đây là chỗ mà chúng tôi để phụ tùng và một số cái lốp của xe lưng. Đây mọi người xem, nó phục vụ cho quá trình bảo hành và sử dụng của quý khách hàng. Nếu mà cần thay thế thiết bị. Chào mọi người, phía sau tôi này là cái kho lốp của công ty thiết bị 595. Kho lốp của công ty thiết bị 595 thì đầy đủ các loại size dành cho dòng máy công trình và đặc biệt là xe lưng. Tối nay hôm nay là chuẩn bị xong hai xe vào xuất cho khách ấy. Giải thích luôn những cái câu hỏi mấy hàng hay hỏi nữa, đúng không? Đúng rồi, hay hỏi về cái xe dầu. Cái đấy thì khách của tôi cũng hay hỏi nhiều lắm. Tức là khách đang muốn so sánh là nên sử dụng mà cái xe lưng sử dụng động cơ diesel hay là sử dụng động cơ bằng pin lithium. Chưa biết là nên chọn phương án nào. Bạn giới thiệu cho tôi thêm cái chi tiết của cái thằng xe lưng dầu này xem là nó như nào nào. Ví dụ như cái xe lưng dầu này là khách hàng ở trong Nghệ An ấy, đang mua về là dùng cho cái công trường ở ngoài trời. Đấy, tại sao lại mua cho những công trường ở ngoài trời? Cái thói quen sử dụng của người Việt Nam mình từ trước đến nay là sử dụng xe lưng dầu. Đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là cái xe lưng dầu mà khi mà có cái thời tiết mà trời nó mưa to ấy, những cái hệ thống mạch điện cái thứ nó ít nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng, không bị chập chờn, vẫn hoạt động được, không sao. Có công việc gấp thì vẫn hoạt động. Tức là công trường, ngoài cái công trường thì các môi trường nầy nội rồi là cái nền của nó cũng không được bằng phẳng. Đúng rồi. Thì xe lưng dầu thì tôi thấy là nó sẽ hợp lý cho các cái môi trường đấy. Đấy, cái lúc mà xuất hàng ấy, hàng mà trời mưa ấy thì cái xe lưng dầu nó không bị ảnh hưởng gì hết. Vẫn dùng bình thường. Cái chi phí về dầu mỡ rồi là bảo trì bảo dưỡng của thằng xe lưng dầu này thì bạn tính được nó chi phí nó như nào? Nếu mà trong cái sử dụng theo giờ nhé, thì một giờ con xe lưng 3 tấn dầu như này thì nó sẽ sử dụng hết 3,5 lít dầu. 3,5 lít nó rơi vào tầm hơn 60.000. 67.000. 60.000 cho một giờ sử dụng. Đúng rồi. Nhưng mà cái xe lưng dầu này nó có một cái nhược điểm lớn ấy, là cái tiếng ồn ấy. Tiếng ồn nó to lắm. Ồn to đúng không? Đúng rồi. Bởi cũng có nhiều khách đã mua về để sử dụng ở trong nhà xưởng nhưng mà trong nhà xưởng thì nổ lên là tiếng ồn nó hơi to. Thế nên là họ muốn tham khảo thêm cái xe điện là vì lý do đấy. Đấy. Xe điện thì có một cái xe này hôm nay cũng có khách hàng trên Phú Thọ đang mua cái xe điện này đây. Chắc là làm việc trong môi trường nhà xưởng đúng không? Đúng rồi. Nhà xưởng là với nị môi trường mà cần là không có tiếng ồn này, không có khói bụi này và không bị ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Cái khách hàng này là có một cái xưởng rất là kín, kín gió và sử dụng một chút là điều hòa nữa. Thế nên công nhân ở bên trong hoạt động làm việc rất là nhiều. Thì không, môi trường làm việc không chịu được tiếng ồn, khói, đúng không? Thì sử dụng cái xe này đấy, không có khói, không có tiếng ồn gì hết. Nó đang sử dụng nã quy trì hay là pin lithium nhỉ? Pin lithium. Cái độ bảo hành mình cũng đang tốt đúng không? 5 năm đúng không? Đúng rồi. Pin lithium thì bảo hành 5 năm và bảo hành là không phải sửa đâu. Bảo hành là 1 đổi 1 luôn. Có xảy ra cái lỗi hay là có vấn đề gì là mang cục pin mới đến thay, kéo cục pin cũ. Cái chi phí mà để sử dụng 1 giờ hôm trước bạn tính tôi là bao nhiêu nhỉ? Nếu mà 1 giờ hoạt động liên tục thì nó sẽ rơi tầm 11.000. 11.000. Thế là bằng 1/6. Nếu mà sử dụng con xe nâng dầu cùng phân khúc. Đúng rồi. Mặt này không có tiếng ồn, không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng mà bây giờ như này, khách hàng có nhiều khách hàng ấy là cái chi phí đầu tư ấy họ chỉ đủ tiền để mua một con xe dầu. Thế nhưng mà trong cái môi trường làm việc rồi là cái công việc họ bắt buộc phải sử dụng xe điện. Thì bên mình hiện tại đang có cái chế độ hỗ trợ khách hàng như nào? Công ty 595 hiện tại là công ty chúng ta đang hỗ trợ là khách hàng là trả góp theo cái hợp đồng là thuê pin. Đấy. Cho khách hàng thuê pin từ 6 tháng đến 1 năm. Thì khách hàng là gần như là cũng không bị mất gì cả. Chính cái tiền mà trả góp cho công ty thiết bị 595 chính là cái tiền mà chênh giữa sử dụng xe điện và xe dầu. Một tháng thì nó sẽ chênh từ 12 đến 15 triệu. Đấy, tùy theo cái giờ làm việc. Đấy, thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là trả cái tiền tranh vận hành đấy là đã hòa rồi. Thế nếu là thế thì rất là lợi thế cho khách hàng. Ví dụ như là công việc mà sử dụng xe điện, thế nhưng mà chỉ đủ tiền mua xe dầu thì mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ khách là cho thuê pin và trả góp hàng tháng theo 6 hoặc tháng hoặc 12 tháng tùy thời gian sử dụng. Đúng rồi. Như thế thì sẽ rất là lợi. Thì như thế là 1 năm là mua một con xe điện ngang tiền một con xe dầu. Xong đến lúc mà sử dụng mà thanh lý đi ấy, con xe điện có giá hơn con xe dầu rất là nhiều ấy. Bởi vì cái pin lithium này, tuổi thọ làm việc của pin lithium này nó sẽ rơi vào tầm 10 đến 12 năm. Mà cái cục pin của con xe này mà mua ấy, nó chỉ loanh quanh 100 triệu thôi. Thế dùng 10 năm rồi mình thay cái cục pin nó. Như thế thì chi phí để mà bảo trì bảo dưỡng của một xe điện so với một xe nâng dầu thì xe điện chi phí bảo dưỡng rất là tiết kiệm. Đúng rồi. Xe nâng dầu thì nhiều khách hàng đang sử dụng ấy, thì dòng xe nâng dầu thì nhiều lúc bảo trì bảo dưỡng là thay dầu này rồi là bảo trì về hệ thống động cơ các thứ nó rất là nhiều chi phí đấy. Đúng rồi. Ví dụ cái phần bảo dưỡng nhé. Thì như con xe điện này nó đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là nó không có động cơ này. Thế là không phải bảo dưỡng động cơ này. Không có hộp cái phần hộp số dầu như kiểu xe nó sử dụng motor. Nên là không phải bảo dưỡng động cơ, không phải bảo dưỡng. Mà nhất là cái hệ thống pin của nó gần như là không phải bảo trì bảo dưỡng. Đặc biệt là những cái môi trường Việt Nam mình nhá, nóng. Bụi.
mà sử dụng cái xe lưng dầu này mà sử dụng trong môi trường mà nóng mà bụi nhiều ấy là dễ bị thay hơi, ảnh hưởng đến động cơ hơi nhiều ấy nhé. Đấy, sử dụng cái xe lưng điện này thì 5 năm thì không phải suy nghĩ về cái vấn đề đấy. Có vấn đề gì thì nhà máy và công ty mình là mang pin đến thay cho khách mà. Khách đang đang bây giờ để cho quý khách hàng biết là cái tiếng ồn ấy, cái tiếng ồn của xe lưng dầu xe điện ấy. Đấy, bây giờ bạn xe lưng xe dầu đi, để tôi chạy thử cái xe điện này, nâng hạ con xe điện này cho quý khách hàng xem này. Cho xe điện trước đi, xong bắt đầu nghe tiếng ồn đi. Ô, động cơ chạy rồi đấy. Chỉ nghe thấy tiếng dầu thì lực thôi. Đây là tiếng tiếng của bơm thủy lực, motor thủy lực đẩy xin anh nâng hạ. Làm thư thái không? Nhẹ nhàng. Đây là xe không có tiếng ồn. Sang đây là nhẹ nhàng. Đấy là đang nổ máy nhá. Bạn xem con xe dầu xem nào. Tiếng ồn xe dầu xem nào. Có sự khác biệt. Nhất là về tiếng ồn, hay là hệ thống nhiên liệu xả ra. Khí thải ra rất là nhiều. So với điện xe điện thì gần như không có tí gì luôn. Rất cảm ơn bạn hôm nay đã chia sẻ những kinh nghiệm về dòng sản phẩm xe nâng lưu gông cho tôi. Cùng quý khách hàng được biết là có sự khác nhau giữa xe nâng dầu và xe nâng điện là về chi phí này, về cách vận hành sử dụng và các cái công việc nên sử dụng cái sản phẩm nào. Quý khách hàng có nhu cầu mà muốn đầu tư xe nâng, muốn tham khảo xe nâng thì vui lòng liên hệ với công ty cổ phần đầu tư thiết bị 595 theo số hotline của công ty để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.